Mới đây tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án EU-MUCHAP hội thảo về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-FTA, an toàn thực phẩm và cơ hội tiếp cận thị trường cho nông sản đồ uống đã được tổ chức. Tham dự hội thảo có ông Finn Hogan, cao ủy phụ trách nông nghiệp phát triển nông thôn của Liên minh châu Âu EU, dẫn đoàn doanh nghiệp với 41 công ty thực phẩm và đồ uống châu Âu tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Tại hội thảo, ông Finn Hogan cho biết không chỉ người Việt Nam đang ngày càng quan tâm tới nông sản, thực phẩm của châu Âu, mà số lượng người tiêu dùng châu Âu hứng thú với đặc sản của Việt Nam cũng đang gia tăng. Các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường EU đã đạt gần 20 tỷ euro trong năm 2015, chủ yếu là các lĩnh vực nông sản, thực phẩm. Tiềm năng này sẽ được tận dụng một cách tối ưu thông qua việc thực thi FTA song phương cũng như quá trình dỡ bỏ thuế quan bắt đầu từ năm 2018. Cũng tại hội thảo, các doanh nghiệp đã giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống đa dạng, từ rau quả tươi cho tới thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến, sữa, các sản phẩm từ sữa, các loại rượu vang và rượu mạnh.